Hello, welcome to my channel. Hôm nay mình sẽ chơi 12 game, à 8 game. Với sự xuất hiện của cái trò Teen Titan. Tên 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 quảng cáo hơi bị lâu. Vào đi, vào đi anh ơi. Ồ, một con quỷ này. Chiến luôn. Team mình khá là mạnh khi có những cái đội hình như này. Wow, đây là cộng 3 máu rồi. Let's go. Đây rồi. Đây là cái ông mặt sắt này. Bắn thì em trượt. Nhìn đây này. Skip đây này. Rõ phát là đi về luôn. Không thua. Chỗ chưa kìa. À, lời hại giáp à, giáp mà cũng đủ giáp luôn. Tiếc thế nhờ, gõ vào tí mà trượt. Phu máu kìa, kinh thế nhờ. Búc lên nha. Anh ấy có chiêu gì mà tăng sức mạnh lên gấp 3 này, sợ không? Búc qua nữa. Ok, ra chiêu đi. Có vẻ không lợi hại lắm. Đúng là quá yếu mà. Choáng. 36, 36. 36 sát thương. Vãi ông Robin ông lên cấp độ 14 này, sợ không? Mình sẽ tăng sức mạnh. Chúng ta sẽ vào trò Happy Glass. Tắt cái này. Trò cốc của mình hiện tại đang khá là đẹp rồi. Chả thêm thay nữa. Chuẩn không? À, người ta gọi là chuẩn, không cần chỉnh nữa. Gì đây? Ui. Cái này là ai mà nghĩ ra cái nước này nhỉ? Ôi, ôi, ôi. Ôi nó không đầy này. Ôi sao cái màn này khó này. Xây yêu kiểu này.
Ôi ôi ôi. Mình chưa cái trò em mai water. Chúng ta sẽ quay trở lại cái ship ngày xưa này. Rất nhiều bàn ở đây. Mình chơi làm 6. Cái trò này mình muốn mua thêm cái mảng màn mới cũng không được. Mà muốn tìm mấy chìa khóa cái cây thì cũng không sao. Mình không hiểu nhà phát hành game làm cái kiểu gì. Ôi. Khá là dễ dàng cho những cái bản đồ này, đúng không ạ? Sao năm 7 nên là chơi những màn tiếp theo cũng không có mà chơi. Mất tiền mua rồi, mất 1 đô. 0,99 đô nhưng mà không mở được khóa đâu. Chả hiểu sao. Ôi thôi chết rồi. À, chúng ta còn này, chia nước lên. Chia lượng nước lên một tí này. Từng này đủ nước cho cái con vịt. Ồ, khá là đủ đấy. Ok. Ngàn tám rồi. Mình chơi phu luôn. Con vịt này chưa ăn được rồi, chơi bằng được luôn. Quá là thành công. Mình bảo mình không thành công thì cũng thành nhân chứ mà nào. Đây mặt người này thiếu này. Nhầm rồi. Ô, không đủ luôn nè. Chúng ta sẽ đến với trò Super Mario. Chúng ta sẽ chơi phần remix trong Alien bao nhiêu đây? 30 à? Quá là nhẹ nhàng luôn.
phần năm đấy. Ôi bắn bắn bắn. Chúng ta sẽ vào cái trò Rapper 4 Chap 2. Úi dồi, sao cái vấn đề nó giật tung mông như này mới thôi. Wow. Giật quá đi. Giật thật đấy. Bao nhiêu? Ah!
cái này thả ba con này. Mình vào cho Slither. Slither điểm rất là cao rồi. Tên 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 tên. Ôi, những con. Ôi, những con này. Ôi, chết chết. Quay luôn. Khủng chưa kìa. Ô quay một phát cả đám run này luôn. Cho hết nó vào sọt. Cái đuôi của mình thôi. Đây rồi. Đây rồi. Đây quay 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 hết các bạn này. Ôi quá là sành điệu và hay luôn. Mình sang trò cuối cùng đó là kick your buddy. Morning friend, good morning boss. Can you turn me toward the TV? Oh, God! Oh. Ow! Mama! I'm dying! Bloody angry! No. Cái này là súng không gian hay sao? Bắn chui này. Kiếm này. Kiếm là gì? Kiếm là chuyên trị những cái thằng mà nó hư đây. À đây là súng mà người bành chân này. Kinh không? Kinh không? Bay mất cái đầu luôn này. Ôi. Mọi thứ tan biến luôn này. Tan biến hết luôn. Goodbye, see you again. Chúng ta đi sang cái trò Hell Cream.
map này khó chơi đấy, map này không phải răng vừa đâu. Con xe này động cơ khỏe, nó còn vừa lên đấy. Ôi dồi ôi.